chào cả nhà này. Hôm nay hiện tại thì Kiên đang đi mua vali kìa cả nhà, vali kéo nhá. Thì ở đây mọi người xếp hàng mua rất là đông. Hôm nay có một cái cửa hàng vali đã khai trương và giảm giá, thì mọi người xếp hàng rất đông mua vali kéo. Và thì Kiên cũng đang thiếu cái vali kéo, thì cũng xếp hàng và đi mua luôn. Bán chào luôn, dạ chào luôn. Không phải là nói nó bán vali gì chắc bán được. Em lại mua hả? À? Em mua. À, mua vali xíu mãi sao? Còn chưa biết đó, giờ vô mua thì là đến sau. Chưa biết chưa mấy ngày khai trương là. Ở đây khai trương. Khai trương có nhập rồi. Mà nó có để cái chi phí bự gì á, 1 triệu không? Chỉ là 600. Họ không biết đó. Ở đây cái chị bán trắng lòng này. Đây, đây, mọi người đang xếp hàng mua vali đây. Sale giảm giá 50%. Ồ, đi xem nào. Đây, cả nhà thấy không? Thấy đông vui không? Sài Gòn buổi sáng mọi người đang đi làm này. Đi làm nhau đầm. Nên đang ra tính đi Hà Nội nên là tính mua cái vali kéo đi cho nó tiện. Không ai dưới mà cháu sao vậy? Đứng đây mà lo gì? Chờ rất là lâu rồi. Quay được khối cho cả nhà xem. Đây có một chú chở xe máy vỉa hè. Đây có chị chủ cái cửa hàng đang làm lễ này. Đây vali kéo lux.vn. Đây, đây hôm nay có giá mà 100 vali có giá là 499k này. Còn và tặng combo 2 triệu. Combo vali tự trường. Đây cái lễ cũng có heo quay rồi cháo dừa bưởi trái cây hoa quả nhé. Đây lễ khai trương ở Sài Gòn. Đây là cái trong này, trong cái cửa hàng cả nhà. Hôm nay giảm giá chắc là tranh nhau mua luôn. Vali này cái thấy cũng rất là đẹp. Vali là vali không biết là nhập ngoại hay sao. Ở đây là nằm số là 800 số đây số bao nhiêu, nhìn xem số bao nhiêu nhá. Nó nằm ngay cái chỗ đường Nguyễn Trãi. Ba lô túi sách vali phụ kiện. Đây mọi người xếp hàng rất là đông. Là mình hết một hàng này xong mới tới hàng thứ hai. Mà hết hàng thứ hai tới mới tới hàng thứ ba. Có còn đến lượt hàng thứ ba không anh? Dạ. Còn đến lượt hàng thứ ba. 50 người anh chị đếm số đi, 50 người.
Không chơi vô nữa. Rất là đông. Không biết đến lượt mình mua hàng không. Đến mình với còn đến lượt 50 người thì mình có 2 mấy à. Đây xem cô đang làm lễ rồi cả nhà. Mấy cây trương ở các cửa hàng Sài Gòn này. Đây nhân viên của quán này. Nhân viên đang ủa em đây có thanh toán qua thẻ không em? Dạ, có đó. Mình không đem tiền mặt, mình qua thẻ.